Kính chào quý vị đang xem tin tức của báo Tuổi Trẻ và tôi là Thanh Vi. Thưa quý vị, trên màn hình bên cạnh tôi đây là biểu tượng của Twitter, ứng dụng mạng xã hội phổ biến hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, mới đây ứng dụng này đã bị rò rỉ mã nguồn mà khả năng cao thủ phạm là một trong những nhân viên đã rời công ty này trong làn sóng cắt giảm nhân sự hồi năm ngoái. Báo New York Times ngày 26 tháng 3 đưa tin, các đoạn mã này được đăng tải công khai trên nền tảng chia sẻ mã phần mềm GitHub bởi người dùng có tên là Brisbane Enthusiast. Theo yêu cầu của Twitter, GitHub đã gỡ phần mã này xuống vào ngày 24 tháng 3. Hiện chưa rõ những đoạn mã này bị rò rỉ từ bao giờ, nhưng khả năng cao chúng đã được đăng tải công khai được ít nhất nhiều tháng. Ngay trong ngày 24 tháng 3, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk đã yêu cầu tòa án Bắc California buộc GitHub cung cấp mọi thông tin định danh liên quan đến người dùng Brisbane Enthusiast và những người đã tải về các đoạn mã. Song song đó, Twitter cũng tiến hành cuộc điều tra nội bộ nhằm tìm nguồn gốc rò rỉ. Theo nhóm điều tra, khả năng cao thủ phạm là một trong những nhân viên đã rời khỏi công ty này trong làn sóng cắt giảm nhân sự hồi năm ngoái. Các điều tra viên cũng cho biết Twitter lo ngại đoạn mã bị rò rỉ chứa lỗ hổng bảo mật giúp các hacker trích xuất dữ liệu người dùng hoặc đánh sập toàn bộ hệ thống. Doanh thu Twitter cũng suy giảm khi các đơn vị quảng cáo ngày càng e ngại với mạng xã hội này. Sự cố rò rỉ mã nguồn là vụ việc mới nhất trong nhiều khó khăn mà Twitter gặp phải thời gian gần đây, kể từ khi tỷ phú Elon Musk nắm quyền điều hành Twitter. Tần suất lỗi hoặc bị sập của mạng xã hội này đã tăng đáng kể. Đặc biệt, hôm 24 tháng 3, ông Elon Musk đã gửi mail chào bán cổ phiếu Twitter cho nhân viên của mình với giá chỉ bằng một nửa so với giá mà ông từng mua mạng xã hội này hồi năm 2022. Tỷ phú kiêm giám đốc điều hành Twitter đã gửi một email đến một số nhân viên của mình thông báo họ được phép mua cổ phiếu công ty dựa trên tổng giá trị rơi vào khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, hãng tin Reuters dẫn nguồn trang tin Information. Con số này chưa bằng một nửa khoản tiền 44 tỷ đô la Mỹ mà ông Musk dùng để mua Twitter hồi cuối năm 2022, ám chỉ mạng xã hội này đã mất giá khá nhiều từ khi ông chủ Tesla sở hữu. Trong email được gửi vào đêm 24 tháng 3 theo giờ địa phương, ông Musk cho biết mình rất lạc quan về triển vọng của công ty. Tôi có thể thấy viễn cảnh rõ ràng, dù sẽ khó khăn về định giá công ty lên đến hơn 250 tỷ đô la Mỹ, báo Wall Street Journal trích trong thư của Musk. Nếu điều ông Musk viết thành hiện thực, những nhân viên mua cổ phiếu của ông lúc này sẽ thu về khoản lời gấp 10 lần. Ông Musk cũng nói Twitter đang được tái định hình liên tục đến nỗi công ty này có thể được xem là một công ty khởi nghiệp ngược. Theo ông Musk, những thay đổi mạnh mẽ là cần thiết để đảm bảo Twitter không phá sản. Động thái này được xem là để chấm dứt sự chảy máu nhân tài của Twitter. Thời gian qua, việc cắt giảm nhân sự hàng loạt của mạng xã hội này từ khi ông Musk lên nắm quyền đã khiến nhiều nhân viên lo sợ và chủ động xin nghỉ. Hiện chưa rõ thành phần nhân viên nào và bao nhiêu người nhận được đề xuất mua cổ phiếu giá rẻ của ông Musk. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin báo Tuổi Trẻ. Tất cả thông tin sẽ được cập nhật trên tuổitrẻ.vn, video.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube của báo Tuổi Trẻ. Xin cảm ơn.